Nhiều nghề nhiều tài không bằng nhiều phước. Hiểu không? Nhiều nghề nhiều tài, học nhiều nghe nhiều biết nhiều, nhưng mà không bằng quý vị nhắm được mục tiêu để mà tu. À, nhắm mục tiêu tu là quan trọng lắm đó nghe. Đó nên quý vị nghe vậy rồi quý vị thấy rằng là mình hạnh phúc lắm á. Nên có ông thầy ông nhiệt tình, thờ ở đâu mà ai mà ngày nào cũng giảng 13 4 buổi cho bị nghe. Có không? À, không dễ đâu nghe. Lên giảng ầm ầm mới ghê chứ. Nó thí dụ như bây giờ có ca sĩ đồ hát là những đức giảng ít á. Chứ đúng là cái đô của người ta là phải giảng cả tiếng mấy không dẫn chơi đâu nghe. Ồ. À, nó giảng mà giữa chừng mà ngưng lại là nó thật sự mà nó cũng bị sặc cơm á. Chưa tiêu hóa xong á. À, không có giỡn đâu mà là nhịn lắm rồi đó. Thấy không? Đó, nhưng mà cái chương trình nó rất là hay quý vị. Cái chương trình quý vị để ý rất là hay. Cái chương trình mà ca sĩ hát là lúc nào cũng có một đoạn như đứa nói chuyện chim vô. Ca sĩ hát là những đứa có một đoạn chim vô. Nói gì ăn chay thì những đứa kể về câu chuyện ăn chay. Nói gì cái chỗ đó thì những đứa lại nói vào chỗ đó. Cái này mới là cái đặc sắc của bài hát ca sĩ. Vì mỗi lần mấy người mà ta nghe hát, có nhiều người ta đâu có tu đâu quý vị. Thì những đức nghĩ người ta không có tu nên những đức phải nói một đoạn đó kẹp vô cái bài ca sĩ. Để mà cỡ nào nó cũng nghe những đức nói vài câu. Đức nghĩ vậy đó quý vị. À, nó kẹp vô bài ca sĩ vì đa phần người ta coi hát là người ta không có biết tu nhiều. Còn cái người nghe pháp mới biết tu nên mình phải kẹp cái bài pháp ngắn vô trong cái bài ca sĩ. Để chúng sanh được lợi ích quý vị. Nghĩ cho người ta từng chút vậy đó nghe, không có giỡn đâu. Đó nên quý vị biết rằng ti là tôi nói tôi dốt vậy tôi nghĩ ghê lắm á. Hiểu không? Đó nên thí dụ như bây giờ nhiều người khắp nơi nơi bị vậy, bị nghe những đức giảng pháp hoặc là ở nhà cũng nghe những đức mỗi ngày. Có những người đi đến đây cũng muốn gặp những đức cúng dường nhưng mà những đức nói bị nghe đông người quá, mình mà lè giảng pháp xong mình tập trung mình ngồi đồ chỗ nào hoặc mình bu là mình cúng dường kỳ dữ lắm. Người ta nhìn ngó, hiểu không? Đâu có đơn giản, mình làm sao mà mình làm lâu dài nó mới hay. Nên á, những đức á, thấy gì? Nè, những đức để cái thùng sau lưng nè. Thấy không? Làm tượng Phật, phóng sanh, chương trình khiếm thị, phụ nuôi người già, làm pháp thí, đó. Chạy ra đó cứu. Xong rồi đừng có gặp tôi chứ. Chỉ gặp những đức là chào hoặc là có duyên thì chụp một bộ hình chơi. Còn đừng có đưa tiền, tiền bỏ vô đó. Cúng tam bảo đó. Thấy không? Chỉ bị rõ ràng luôn. Đó thì bao nhiêu chương trình những đức làm thì đó là bị cúng cho tam bảo là cúng những đức rồi đó. Còn bây giờ gặp chi, kiếm chi đưa. Đưa mất công, đưa vô đó nó cũng đưa vô tay những đức. Hòa thượng thì cũng như những đức cũng như hòa thượng. Đúng không? Là xong rồi. Mình làm sao mình nghe chia sẻ Phật pháp xong rồi chúng ta chỉ có gặp nhau chào nhau niệm Phật một cái rồi hoặc là gặp nhau hỏi nhau vài câu, đừng có đem tiền ra, tiền bỏ vô thùng tam bảo. Đúng không? Nó hay quá quý vị. À, thật sự mà nói có thực mới vực được đạo. Mình không khéo léo sao nuôi được 2000 người. Đúng không quý vị? Nó làm bao nhiêu chương trình mạnh dạn được là mình phải có điều kiện mình mới làm được. Nhưng có cái cách kiếm điều kiện mà làm sao nó đừng có phô trương trước mọi người. Vậy thì mình mới tồn tại. Còn mình kiếm điều kiện còn phô trương trước nhiều người sao mình tồn tại đây? Nó như vậy thì nó không có hay. Thí dụ như bị đưa tiền như đức đi, cái thằng ăn trộm nó nhìn thấy ông thầy này ta cúng quá, những đức vừa lên phòng nó gõ cửa một cái nó bước vô nó cầm cái dao é. Tiền là tai họa liền. Còn bị đưa bỏ vô thùng tam bảo, có gì nó kiếm thùng tam bảo á, đâu kiếm những đức đâu. Đó quý vị mới thương những đức, biết không? Chỉ cho mà làm. Không? Trong dịp tháng 7 nè, làm tượng Phật đồ chùa hộ pháp là tặng tượng Phật để tượng Phật bên đó. Còn máy nghe pháp, máy niệm Phật đợt này không có, nên chuyến này không có đem qua đây. Chỉ bên đó còn số ít thôi, nó không có đem qua đây. Rồi mà như đức làm bao nhiêu chương trình như là máy nghe pháp đồ để tặng Dí Quan Âm 30.000 cái đồ. Quý vị cần tu phước tu duyên nè, nó sau lưng nè, làm đi. Nên quý vị thấy như đức nói rõ ràng, quý vị nghe đúng không? Còn gặp mà tôi giảng pháp xong bước ra mà nhận tiền cầm cầm lên, trời ơi, bước lên kia nó gõ cửa làm sao?
nó gõ cửa mình, nó nói ông thầy này có tiền, hồi nãy tao thấy ông cúng, người ta cúng ông quá trời, ông cầm lên chén này kìa, lỡ nó gõ gõ tôi có biết, rồi tôi mở cửa ra, nó cầm cái dao ép nữa tôi mạng luôn, ai đâu giảng pháp cho bị nghe nguy hiểm không đó, kinh nghiệm nghe. Nên mình vậy đó, có chỗ cúng hết trơn, người ta chỉ hết trơn, chứ đừng có nói mà cầm đợi tôi ở đây tối gớt mắt tiêu hết trơn, khóc bỏ vô thùng là xong, bỏ vô thùng tam bảo là rồi, là tức khắc mình đã bố thí cúng dường tam bảo rồi, còn ăn trộm có lấy của tam bảo, còn con cúng tam bảo rồi, hiểu không? Con cúng vô thùng tam bảo đó rồi thì Phật pháp tăng tự mà giữ, con đâu có dính dáng nữa, hiểu không? Cái này gọi là công đức đã viên mãn rồi, mày thấy không? Nói có tình có lý đó không? Đó, hay ghê đó. Nên những đức nói rằng á, hồi đó những đức thấy cái chương trình kìa, có một người giảng pháp xong thì ông để một cái giỏ hay cái gì ở phía trước, hay cái chuông gì ở phía trước, xong Phật tử người ta đi lợ người ta cúng ngay trước mặt, những đức nói cũng không đẹp, nó phải là ở sau lưng á, nó sau lưng mình hay hơn ở trước mặt mình. Pháp là trước mặt, thấy không? Pháp là trước mặt, thấy không? Tài là sau lưng đó, nó mới hay. Còn tài mà đưa nó trước mặt á, pháp mà sau lưng, vậy thì pháp nó bị mạt pháp. Mạt pháp. Nên mình đang tu pháp môn Tịnh Độ là tuy sống trong thời mạt pháp nhưng quý vị đang gặp chánh pháp. Vì pháp này một đời thành tựu. Làm sao chúng ta mới có thể báo ơn cho ông bà cha mẹ mình? Niệm Phật mới báo ơn được nghe. Nó chuyện gì ở bao niệm Phật á. Nói quý vị coi nè, bây giờ quý vị tụng kinh Địa Tạng đi, Bà La Môn nữ quan một nữ tu cái pháp gì để mà độ cha mẹ người ta? Niệm Phật. Thì coi có phải không? Niệm Phật. Nhưng mà quý vị biết nghe, bổn nguyện của Di Đà, nên trong kinh nói rằng giả sử Như Lai ưng sức thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Quý vị từng đọc cái câu mà Nam Mô Pháp Giới Tạng Thăng A Di Đà Phật, đúng không? Vậy thì danh hiệu A Di Đà Phật mà quý vị mà tu mà niệm ngay danh hiệu này là đại cầu an, đại cầu siêu. Chứ sao? Còn bây giờ mình là mùa Du Lan thì tối mình tụng một cuốn kinh Du Lan, tụng để mình cảm nhận được cái sự mà công ơn sinh thành của cha mẹ quá dữ dằn. Nên khi mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình tu thì bản thân mình đau chân một chút, mình cố gắng, mình vì ông bà cha mẹ mình đang khổ đau bệnh đau hoặc đang đọa lạc tam đồ mà mình nỗ lực. Tại vì khi mình tụng một cuốn kinh Du Lan, mình thấy ô công ơn của cha mẹ lớn lao quá, nên bản thân mình nỗ lực lên để mà mình tu tập. Nó cái duyên là như vậy. Khi quý vị tụng một cuốn kinh Du Lan xong, quý vị lễ Phật một tiếng nó nhẹ sờn, tại vì cái tâm mình tâm quyết, hết tâm quyết mình làm luôn. Hồi sáng nè, hồi sáng như đứa tụng cuốn kinh Du Lan á, xong lễ Phật rồi trong lòng mình nó cảm nhận sâu sắc hơn nhỉ. Mình nghĩ rằng mình cố gắng, mình niệm Phật, mình lễ Phật, ngày hôm nay mình cùng cộng tác với Phật tử, chúng ta cùng hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ và tất cả chúng sanh đang còn hiện tiền, và cầu siêu cho tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát. Ngay cái dịp tháng 7 này mà mình làm những cái điều này nó quý chứ lắm quý vị ơi. Thật sự mà nói, âm siêu thì dương lợ thôi. Nên chúng ta nỗ lực, chúng ta làm những cái việc này nó quá ý nghĩa. Mà khi mà đưa lên chương trình mà làm gì mà lại người ta tập trung về đông gì, cái việc này là hy hữu lắm. Chứ nhiều người người ta tổ chức mà ít xịt thì có mấy người đó. Nó quý vị biết rằng mình làm gì mà bữa nay bữa đầu thôi mà nó đã đông gì, ngày mai càng đông nữa, ngày mô càng đông nữa. Đâu có giờ, càng ngày càng đông á, bây giờ đâu nghe. Qua bên hộ pháp càng đông nè, quý vị coi nè. Nó nên ngày mai bữa tối xong hết trơn á, mình muốn ngủ đây mình ngủ, còn mình muốn về bên kia mình về. Tối hôm đó muốn về về, ai muốn ngủ ngủ tỷ bị à. Ngủ ở đây sáng gì sớm cũng được, miễn sao sáng gì sớm tụng cuốn kinh Du Lan được thì về. Còn nếu mà về bên đó mà chặt chọi cũng nằm bên đó thì tùy. Những đứa cũng bố trí hết trơn rồi, bố trí khi quý vị về là chạy mũ, chạy chiếu đồ là ban bệ là lo hết. Mà những đứa cũng nghĩ quý vị tối bị gì à, tối là giọt về bệnh liền. Đúng không? Nhưng đức nói thiệt quý vị chứ quý vị, đến hộ pháp hồi xưa tới giờ giống như cái đó là căn nhà chính của mình, như căn nhà chính quý vị.
Thấy không? Mình đi đâu rồi mình cũng muốn quay về. Đúng, rõ ràng ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. À, nhớ nghe hộ pháp nha quý vị. Giỡn đâu. Từ cái điểm hộ pháp, chùa hộ pháp là điểm chùa hòa thượng mình khai sơn. Từ ngay cái điểm hộ pháp đó đó mà nhà Đức làm được hai ba điểm này đó. Thì Đức nói thiệt quý vị, từ hộ pháp á mà nuôi chúng bên đây hết đó. Mà nói là hộ pháp, hộ pháp mà đó. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng về cảm thấy như một đại gia đình. Dù là bên đó nó chặt nhưng mà như là một đại gia đình ấm áp vô cùng. Ở đây cũng ấm áp mà do nó rộng quá. Nó rộng quá quý vị. Giống như một giờ một căn nhà mà nó quá to đi, mình đi vòng vòng mình thấy nó thưa thớt. Nhưng một căn nhà mà nó gọn lại, nó thu gọn lại, mình đi mình thấy ấm áp. Nguyên lý là vậy thôi. À, nghĩ về vô thường giống như nghĩ con người chúng ta sống trong cõi này sống chết bất chợt. Chúng ta nghĩ như vậy để làm gì? Để tu chứ làm gì? Để mọi người mình lo mình tu hành, rồi mình nghĩ vô thường để mình hiền lại. Đừng có hung dữ quá. À, nghĩ về sắp chết rồi nên mình đỡ tham, đỡ sân hận và đỡ ngu si. Vì khi con người mà một hơi thở thở ra không hít vào thì còn cái gì tồn tại đâu mà mình tham lam nặng nề quý vị. Nhưng mà quý vị nhớ là con người mình bị cái lòng tham nó che mờ lý trí. Cái lòng tham nó che mờ lý trí quý vị. Có khi nếu như mình mà nhìn thấu ra thì những cái nhân duyên trong cái cuộc đời này có những cái đặc biệt lắm. Mà mình nhìn thấu được rồi thì mình còn lợi ích nhiều hơn. Nhiều hơn biết bao nhiêu lần. Hiểu không? Thí dụ như mình được cái duyên mà mình ngồi cùng gì, nó kết duyên thành một đại gia đình tu hành. Nên trong kinh Phật nói là đức chúng như biển cả mênh mông. Đức của chúng lớn dữ lắm. Thí dụ như chùa này mình ở gì đông người mà mình vẫn đầy đủ cuộc sống. Nhưng mà lạ thay, có khi mình ở cái cốc mình mà không đủ sống. Tại vì cá nhân, cái gì mình dùng cũng riêng biệt cá nhân, riêng mình không. Còn mình sống trong chúng á là nhờ đông người. Khi đông người cái phước lớn. Ví dụ như phước mình hơi kém một chút mà mình ở trong cái chỗ người ta phước lớn đi, nó chan qua mình cũng phước lớn lên. Hiểu không? Ví dụ như giờ á, hồi nãy âm thanh vừa, thí dụ như mà mình ngồi á một mình nghe pháp đi, nó không bằng là ngồi đông gì nghe pháp đâu nghe quý vị. À, để thấy hồi sáng mà cái chương trình á, bao nhiêu con người á người ta ngồi vậy á, nên cái thời gian tính ra coi từ 10 phút nữa 8 giờ đi chung. Rồi tới những đức qua chia sẻ Phật pháp luôn mà tới 11 giờ 40 hồi trưa nó mới xong. 3 tiếng mấy gần 4 tiếng đồng hồ quý vị. Nhưng mà thử mình ngồi được gì không? Hiếm lắm, đừng nói chuyện vợ. Ngồi mình coi một chút, khi mình chạy đi nấu cơm, một chút mình rảnh chạy ra coi nữa. Gián đoạn hết chứ nó đâu phải là liên tục vậy đâu. Rõ ràng cái lực chúng á, lực chúng nó hỗ trợ mình lớn dữ lắm. Rồi mình đi về đây đông người gì, mình ngồi mình tụng hồi kinh Vu Lan ngon lành. Chứ mình ở nhà mình khi mình ngồi mình tụng gì chứ nó không có lực như ở đây đâu. Nó có khi mình quay tới quay lui, mình đưa chân đưa cẳng thoải mái. Còn khi mình đang lễ Phật vậy, mình đang lễ giữa chừng cái mình nghỉ, mình chạy ra chạy vô chút, chạy vô lễ nữa. Nhưng mà nó đều gián đoạn hết trơn quý vị ơi. Còn đây vì lễ từ đầu tới cuối ngon lành luôn.
nên mới nói là đức chúc như biển cả mênh mông, hiểu không? Đó. Nên mỗi người mình á, cái gì mà đại chúng là công đức lớn, còn cái gì cá nhân là nó nhỏ, thấy không? Cá nhân là nó nhỏ. Nên khi mình đi đến đâu mình nhớ mình phải có góc độ sâu sắc trong cái cuộc đời này. Có khi có những người người ta bỏ ra vài giọt nước mắt mà người ta nghĩ ngợi điều khác. Còn bản thân chúng ta thì chúng ta làm là đại chúng. Thí dụ mình về đây đi, mình tu tập đi, từ cái bố thí cúng dường gì nó cũng công đức, nhưng mà nó phải là trọng tâm, nó ngay mục tiêu nó mới thù thắng. Còn nếu như cái gì mà ví dụ như người ta, mình thấy cái người người ta ở đâu đi vô chùa mình, thí dụ như người ta xuất gia gì đi, tự nhiên người ta đi vô trong chùa mình, tự nhiên người ta lỡ người ta xin tiền mình, người ta nài nỉ. Hoặc là những người ở đâu tự nhiên lỡ nói tôi lỡ đường không có tiền đi xe này kia đâu, mình đừng dính vô, đừng dính vô. Tại mình đi vô ngay ngôi chùa mình tu, mình nương tựa Tam Bảo, thì cúng là gì? Tam Bảo. Cúng là ngay Tam Bảo thôi. Các vị ngồi suy nghĩ rồi đúng không? Ngay Tam Bảo nó mới thù thắng chứ. Ví dụ như quý vị coi, giờ mình đi về đây mình tu tập gì nè, cái cơ ngơ hòa thượng xây gì, bỏ công bỏ của bỏ sức lực ra bao nhiêu con người, nó chung tay nó mới thành cái ngôi Tam Bảo gì. Nên mới nói là chùa là tổ ấm ta về, chung tay xây đắp không nề hạ chí, đúng không? Người thì công phu, người thì công quả. Đó. Thì nó mới nên cái ngôi Dạ Lam gì, mà cái ngôi Dạ Lam gì mà nó hưng thịnh thì mình nhờ mình nương tựa mình tu nên phước nào lớn hơn. Tuy là cái ngôi Tam Bảo gì thập phương bá tính cúng dường, nhưng không có người đứng ra để mà quyết định. Rồi quý vị bỏ vào đâu mà nó đậu? Ví dụ như tuy là thập phương bá tính cúng dường, nhưng nó phải quy về một chỗ nó mới hình thành được cái ngôi chùa gì, hiểu không? Nên á, mình tu tập quý vị phải nhớ rằng á, phước báo mình tu á, là nó tụ được một chỗ. Ví dụ như câu vật hiệu là cái gốc, tất cả phước báo nhân duyên nó quy về cái gốc, nó đậu lại. Thì khi mình cặn dùng là nó có liền. Còn nếu như mà lúc mình á, có phước mà mình giải ra giống như là mình đi kiếm tiền đi, mình có tiền mà mình không chịu để vô tủ, mình cầm tiền mình giải thí giai đại, khi mình cần dùng đâu có tiền dùng đâu, mình giải đại giải càng. Nên khi một con người muốn làm việc lớn á, là khi mình có điều kiện mình phải quy về một chỗ, rồi mình muốn làm việc gì lớn nó mới làm được. Quý vị thấy những đức làm bao nhiêu việc lớn và hòa thượng làm bao nhiêu việc lớn là do cái gì? Nó tụ lại một chỗ, nó làm việc lớn chứ, thấy không? Chùa mình á, khi quý vị về đây quý vị được dạy đàng hoàng, nó có một góc độ sâu sắc cho mình. Bản thân mình đặc biệt quý vị thấy những đức cái tuy trước công chúng, những đức vui, những đức vui vẻ thoải mái như dễ tính lắm, nhưng mà khi đụng chuyện quý vị thấy những đức xử thẳng tay không, nó không nể đâu. Thì phải nhớ rằng nhà đức có chạy người khác đúng rồi thôi chứ, thấy không? Làm gì cũng là một bài học dạy người ta cả cuộc đời, dạy người ta đó, không giỡn đâu. Mình ví dụ như mình nghĩ sao mình nói cái người ta buồn, người ta buồn người ta đi trường nhiều nơi khác, ta làm gì nữa? Thằng mình làm phát cái để cho người ta cảnh giác cuộc đời, sau này đi đâu cũng phải hỏi một tiếng, hiểu không? Những đức nói có duyên có phước thì mình có điều kiện. Như bản thân những đức có duyên có phước, những đức làm được bao nhiêu việc đó, nên mình đi về chùa mình thấy cái cơn xây dựng rộng lớn gì. Mỗi ngày ở đây gần 700 người ở niệm Phật. Quý vị nghĩ nó đâu có đơn giản đó. Nên bao nhiêu việc người ta lo, bao nhiêu cái thiện nguyện người ta làm ở đây. Nên mình đi về chùa, những đức nói quý vị nghe, mình một đồng một cắt mình cúng Tam Bảo. Cúng Tam Bảo có bao nhiêu Phật tử người ta về, người ta muốn gặp những đức, người ta cúng dường quý vị. Tại vì những đức ra lên giảng, ra đi sẹt đi về, không lẽ mình đi ngồi cái phòng tiếp khách rồi giờ này sao giảng pháp cho quý vị nghe. Mà những đức mà ngồi vậy thì lớp cúng dường, lớp chụp ảnh đủ thứ chứ. Thì vị biết rằng có ngày nó cũng phiền phức. Thà mình lấy cái trọng tâm
là mình được làm gì cho chúng sanh được nhờ đi, nó còn thù thắng hơn. Đúng quý vị đó. Nên từ nơi đó những đức cũng chỉ bị tu phước tu duyên. Vì sao? Vì cuộc đời con người mà phải có phước có duyên mình mới thành tựu sự nghiệp trong cuộc đời. Vì mình nghĩ gì vô thường nên cuộc đời con người mình tự nhiên có nhiều cái mình làm được. Như bản thân những đức cũng nhìn được vô thường nên những đức làm không biết mệt, mà mệt cũng mà làm. Thì nhìn được vô thường quý vị. Chứ nếu như mà nghĩ rằng là mình trong cái cõi đời này tồn tại lâu dài thì những đức nghĩ ngơi, không có làm chi cho nó giữ gì đâu. Ví dụ như buổi trưa tổ chức chương trình vậy thôi nghỉ đi cũng xong rồi. Nhưng mà mình nghĩ gì, mọi người sẵn cái chuyến nghỉ lễ 4 ngày mình tổ chức 3 ngày luôn. Nó quý vị biết rằng mưa gió vậy thấy không, kéo mũ ra, sập mũ xuống, gịch mũ lên, thì thấy không, không có đơn giản đâu. Rồi mà mưa gió kiểu này mà khi xong chương trình nội mà đồ đạc mền gối giặt vũ, cái tổ chức làm thồ đừng có nói, nó nghĩa là dữ lắm mới bị u không giỡn đâu nghe đó. Nên mỗi một con người mình khi mình về ngôi Tam Bảo á, mình tu phước tu duyên nó đúng nơi đúng chỗ thì nó đạt phước duyên. Bởi vì mà làm không đúng nơi đúng chỗ, bởi vì không có phước mà còn có quả, thấy không? Nó như hồi trưa mà những đức mà không giải quyết nguyên cái hội chúng của mình nó tung lên hết chứ. Con người ta quý vị biết rằng họ bị kéo lôi. Thí dụ như trời, thấy cái bà đó, bà đứng lên bà cho 50 ngàn, không lẽ mình đi cho 50 ngàn, trời mình cũng phải cho theo. Nó kéo quý vị ơi. Nên nó phải có con người nó dằn một phát là đứng lên liền, thấy chưa? Chứ nếu không hội chúng hồi trưa đâu còn đặc biệt đâu, hiểu không? Nói vậy thấy không, kinh nghiệm ghê chưa đó. Nên mỗi một con người mình đi tu tập, mình đi đến một cái nơi mà giáo dục dạy mình nó hay dữ lắm. Sau này khi mình đi đến nơi nào, từ khi cái ông thầy ông giảng dạy ông chỉ, ông nói là quý vị ơi, người ta hát nãy tới giờ người ta cầm bình bát đi thôi, người cho 1.000, 2.000 đi nghe, thì quý vị cho đi. Còn này người ta không nói gì đừng cho, ta không nói mà cho gì, hiểu không? Đâu có nói chương trình đó đâu, đâu có chương trình đó đâu quý vị, hiểu không? Nó, ví dụ như bây giờ bản thân những đức, ví dụ như nói bây giờ tôi trong chùa tôi lo cho bao nhiêu ngàn con người, tôi giảng pháp xong rồi ai muốn cúng dường ở đây cúng. Chuyện này là cũng là cái chuyện nhỏ, tại vì cũng làm gì có chúng sanh mà người ta còn chưa nói gì, hiểu quý vị? Nên từ nơi đó mình phải có một quy tắc ở trong ngôi Tam Bảo để cái tổ chức của mình nó được đặc biệt. Nên cái đó là cái góc độ mà sao nãy bị kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm đúng không? Nào, ví dụ như người ta lợi chùa mà người ta hát cái người ta có phước. Quý vị nói hát cho công chúng này dễ lắm mà. Quý vị nói cái chuyện đơn giản, một người đi hát mà có được một ngôi chùa mà đông người gì, mà ngay ngôi chùa chuyên tu, quý vị nói đi dễ lợi chỗ đó hát lắm. Ở đâu mà có cho quý vị? Quý vị bấm thử lên mạng quý vị tìm đi, có mấy điểm chùa mà chuyên tu toàn là Phật tử chuyên niệm Phật mà đông đến mức gì mà mình có cơ hội mình lỡ mình hát. Như thí dụ như những đức nói với vị nghe nha, những đức nếu là một vị giảng pháp mà gặp được cái đạo tràng này, đừng có nói là tôi lỡ giảng mà lấy tiền, tôi còn phải cúng dường cho nơi đó để tôi lỡ giảng. Biết vì sao không? Vì có nghề mà mình có cơ hội được chỗ nghề, mình có cơ hội để mà mình phát cái nghề, để phát tiếng, rồi phát danh, rồi mình mới phát của. Góc độ vậy mới cực kỳ sâu chứ. Thì biết rằng cái người mà giảng pháp, người ta gặp cái ngôi chùa mình, cái hàng Phật tử mình, họ người ta muốn giảng biết bao nhiêu mà nói, mời người ta thử, người ta mê luôn. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Đó, chỉ nói chuyện giỡn hả? À, hội chúng mà ngồi mà kiểu này mà lên mà hát một cái, mà quay lên một cái đi, rồi đưa lên mạng cái, nó công nhận cái ông này không hát, nhiều người nghe mà ủng hộ thì ghê trời. Bắt đầu nhiều người khóc nên nơi, tao đầu tao mời liền đó, ta biết đến liền. Nên ví dụ như bây giờ mình hát cái trung bình đi, hay mình giảng pháp như những đức giảng, mình những đức đi, làm sao nó nổi tiếng bằng giảng công chúng? Giảng công chúng nó mới nổi tiếng, hiểu quý vị? Đó, có nghĩa là cái ông này là ông dẫn dắt nhiều người tu, khi ông giảng pháp rất nhiều người ngồi nghe, rồi lúc đó ông mới giảng mình. Là tại vì nhiều người ngồi nghe rồi ta giảng mình là bình thường. Còn nếu như ông này không có bao giờ mà giảng được,
những cái ngôi chùa mà đông người nghe pháp mà có phương pháp tu, mà ông chỉ có giảng mình không, dù có nhiều người nghe nhưng thật sự nó chưa có trọng tâm, vì chưa có rõ ràng con người nó. Nên quý vị nhớ, nên từ nơi đó mà từ những người chia sẻ Phật pháp như những đức hay những người ca hát phải nhìn ra cái trọng tâm, để bản thân mình đừng để đoạn duyên với một cái nơi quá thù thắng. Đừng để đoạn duyên với cái nơi quá thù thắng quý vị. Đó là cái người góc độ phải cực kỳ sâu. Nó có người cực kỳ sâu về góc độ. Thí dụ như đi, mình đi đến một cái ngôi chùa mình cúng dường đi, mình cúng 100 ngàn. Mà ngôi chùa đó chỉ có 5 người ở. Quý vị chỉ cúng 100 ngàn. Quý vị đi đến ngôi chùa này, quý vị cúng 100 ngàn. Mà ngôi chùa này 700 người ở. Vậy thì 100 ngàn quý vị một người dùng được nhiêu? Mấy cắt? Quý vị tính ra đi. Thì 100 ngàn quý vị nó trọng lượng cỡ nào chứ? Mình phải suy nghĩ ra. Cái quan trọng là cái nơi đó họ làm cái gì lợi ích lớn. Dù mình bỏ một chút vô nhưng mà cái nơi đó, thí dụ như nó là một con sông, mà quý vị đem một miếng nước thì chế vô con sông thì nó vẫn lớn. Còn nếu nơi đó nó chỉ là một cái lu thôi, quý vị đem một tô nước bị chế vô cái lu thì nước quý vị nó nằm trong cái lu. Còn cái này người ta là một con sông thì bị chế một tô nước vô là nó lọ hoa, nó loãng cùng với con sông. Còn nếu cái nơi đó là biển cả mênh mông, mà bị chế một tô nước vô thì thành biển cả mênh mông. Phải không? Đó. Nên cái góc độ tu phước duyên, cái góc độ chọn pháp tu là từ cái góc độ nhìn ra. Thí dụ như danh hiệu Đức Phật A Di Đà là được mười phương chư Phật tán thán, mà bạn lại chú tâm niệm một danh hiệu A Di Đà Phật thì bạn đang cùng với mười phương chư Phật để tán thán A Di Đà Phật, thì cái công đức bạn rất là lớn. Đó. Cái chuyên tu á nó thù thắng vậy đó. Giống như cái môn nào mà nó chuyên môn á là có người đó nó giỏi dữ lắm. Còn cái người mà nó đa môn á thì vậy chứ nó không giỏi. Tại vì nó đa môn là nó phân tán cái tâm ra, còn nó chuyên môn là nó quy nhất cái tâm. Nên mình được đi đến một cái nơi mà chuyên tu chuyên niệm Phật. Phật tử mà chuyên tu chuyên niệm Phật là Phật tử này nó muốn một đời nó làm Phật. Nó muốn một đời làm Phật. Mà khi họ muốn một đời làm Phật á, mà mình tu phước tu duyên với những con người mà muốn một đời làm Phật á, thì quý vị nghĩ đi, quý vị cúng dường cho Phật hiện tại sắp sửa đời này làm Phật nè, thì nó quá thù thắng rồi. Nên từ nơi đó cái việc làm tu phước tu duyên mình cũng nhìn ra nè. Thí dụ như mình có một hạt giống đi, mình muốn trồng vào mảnh đất, mình phải xem mảnh đất chứ. Không lẽ bây giờ mình đem hạt giống mình luyện đại, có khi mắc giống mà không được cái gì. Nên chúng ta khi mà thấy mảnh đất này nó quá tốt, nó quá phù sa, thì cơ hội trồng liền, để mấy tháng sau là mình có cơ hội gặt hái. Đó là người biết nắm bắt cơ hội. Đúng không quý vị? Tất cả những điều nhà Đức chia sẻ cho quý vị nghe là cái góc độ đó quý vị à. Cái góc độ chọn lựa chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Như hồi đó nhà Đức đi vô chùa, nhà Đức nghe vị thầy nói không? Tôi tu mấy chục năm chờ, tôi đi vòng do tam quốc, tôi đứng giữa ngã tư đường, vậy mà tôi gặp pháp môn Tịnh Độ, tôi niệm Phật chỉ có mấy năm mà tôi hình thành một cái pháp hội, mà tu các pháp khác mấy chục năm tôi còn không đạt được. Đức vừa nghe một cái thôi là nắm chắc câu Phật hiệu liền. Người ta chưa biết nên người ta đi mấy chục năm. Mình biết rồi, ai dạy gì đi mấy chục năm làm gì. Mình đi vào luôn đi. Hiểu không? Biết rồi mình đi vào luôn chứ làm gì. Nên những Đức đi con đường này rút thời gian lại quá trời. Nên nhờ những người đi trước người ta dạy. Mà cái quan trọng quý vị có góc độ chọn lựa hay không. Cái quan trọng là chỗ này nè. Những Đức đi tu mười mấy năm là những Đức gan nghề sớm. Gan nghề quá sớm luôn, làm việc cho công chúng sớm vô cùng, thấy không? Còn nhiều người quý vị biết, người ta bây giờ người ta đang học nghề, mà học trước những Đức mà người ta còn đang học nghề, chưa được gan nghề. Còn những Đức gan nghề sớm quá trời luôn. Mấy năm là gan nghề liền. Hả? Là do những Đức chọn được một phương hướng rõ ràng. Đó, tại sao có nhiều người Phật tử người ta đi về chùa mình ta sao thích cúng dường? Tại vì người ta gặp mảnh đất phù sa. Chứ sao? Hiểu không? Đó. Nên mình chỉ người ta xác thực để bản thân người ta làm nó có lợi ích. Tại vì bản thân mình cũng muốn tu phước tu duyên. Bản thân mình làm cực khổ mình cũng muốn làm sao đúng nơi đúng chỗ để mà mình có được cái kết quả, cái lợi ích.
Đó gọi là trí tuệ bố thí cúng dường, trí tuệ chọn phương pháp tu, trí tuệ nhắm mục tiêu mà học tập. Trí tuệ. Thí dụ như bây giờ lễ này mà nếu mà 4 buổi luôn mà hát hết trơn 4 buổi thì bị nghỉ. Chịu nói không? Không đơn giản như bị nghỉ đâu nghe quý vị. Pháp vị nó mới thắng mọi vị. Chỉ có pháp vị nó mới thắng mọi vị. Nó xen vô cái chương trình đó một chút, nó hỗ trợ một số người mà người ta ít đi chùa. Mà khi mà người ta mới đến chùa mà người ta gặp được cái duyên gì người ta thích, nó rồi nó mới dẫn dắt 3 buổi này cho người ta, để mà người ta có lợi ích. Thật sự mà nói, đi về chùa cái nghe pháp là cái lợi ích nhất quý vị. Nghe pháp là lợi ích nhất luôn. Có nhiều người mình đi về chùa mình biết được gì, sao cuộc đời mình nghèo. Nếu mình không biết chỗ này thì thật sự với quý vị một điều, quý vị cứ than thân trách phận hoài vậy đó, mà không biết làm sao để thay đổi số mệnh. Mình cứ là than thân trách phận, trách tại sao cuộc đời tôi cứ nghèo hoài, rồi tại sao mình sinh ra đời mà con người mình nó không có được thông minh như người ta. Người ta thì thông minh cái gì, người ta cũng nhạy bén, còn mình thì thấy tối tăm. Người ta giàu là do gì? Người ta có tâm bố thí cúng dường. Những đức nói cái câu có tâm đó nghe. Bản thân mình nghèo mình còn không có cái tâm đó luôn, không có cái tâm luôn, nghĩa là nó đoạn luôn cái tâm bố thí cúng dường quý vị. Nên từ nơi đó mà mình không có cái phước báo gì, nên mình nghèo hoài đời đời kiếp kiếp. Mà không khéo đời con đời cháu mình tiếp tục mà khổ hoài. Chúng ta dù nghèo gì nghèo nghe quý vị, mà mình gặp Phật pháp là mình có cơ hội thay đổi cuộc đời, thay đổi cho con cháu mình luôn. Thí dụ như bây giờ đời mình hơn nửa cuộc đời nó nghèo, mà bây giờ mình gặp Phật pháp là vì có cơ hội khi cuối đời. Cái cuối đời quý vị nó hội tụ phước, nó lại vớt quý vị cuối đời quý vị được giải thoát. Rồi con cháu quý vị, con đường này quý vị dẫn đi, dẫn đi nó học Phật pháp, bắt đầu nó có tâm bố thí cúng dường. Bắt đầu nó có tâm bố thí cúng dường liền. Đó. Khi nó có cái tâm bố thí cúng dường, bắt đầu là nó thay đổi cái đời kế tiếp con cháu quý vị liền. Còn nếu như bây giờ nó không gặp Phật pháp thì bắt đầu là cuộc đời mình cứ lao đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ để kiếm tiền, rồi dẫn con cháu đi theo làm tầm bậy tầm bạ. Thí dụ như bây giờ có những người ta đi đến chùa người ta móc túi, dẫn con đi theo móc túi. Quý vị coi, bây giờ đang nghèo rồi mà còn đi ăn cắp của người ta đi tu, gặp ai để đồ gì hớ cái là lụm lấy liền. Vậy thì quý vị nghĩ đi, nó đâu có được cái lợi ích. Mà con cháu á, nó đi theo nó làm theo gì nữa. Đời mình nó đã tàn rồi, nó hết phước rồi, mà đời con cháu mình nó còn bị dính theo, nó tiêu tan luôn. Đời mình còn có một chén cơm ăn, đời con cháu mình nó chết đói. Nó giặt sạch luôn quý vị à. Kinh chưa? Nên bây giờ đời mình nghèo mà mình gặp được Phật pháp, bắt đầu là cái tâm bố thí cúng dường mình phát triển. Bắt đầu là tới khi cuối cuộc đời mình, cái tự nhiên được người ta hộ niệm niệm Phật đưa tiễn mình đi, cái con cháu của mình bắt đầu là cái tâm bố thí cúng dường, tới đời con cháu mình bắt đầu là gia đạo nó phát triển lên. Là từ nơi cái đi chùa mà nghe giáo dục mà nó có được kết quả. Nếu như mà nó không nghe được giáo dục thì quý vị đi đến chùa vô ích. Như hồi sáng như Đức nói một câu á, sáng như Đức nói một câu đó, 10.000 người đi vòng vòng không bằng 10 người đi niệm Phật nữa. Nên Đại Lão Hòa Thượng Diệu Liên ngày nói một câu gì nè, một ngày bị kiếm được nhiều tiền cũng không bằng ở trong đạo tràng niệm Phật 5 phút. Hòa Thượng Diệu Liên ngày nói một câu rằng, như thế nào là giúp người nghèo khổ bằng một cách có trí tuệ. Quý vị khi cho tiền người ta, quý vị dạy người ta niệm Phật, người ta không niệm Phật, quý vị niệm một câu Phật hiệu cho người ta nghe, đây là có tài thí có pháp thí. Khi quý vị ngoài đời đi, quý vị gặp người đó bán giấy số, họ mời hoài, thấy tội nghiệp quá. Có khi mình không muốn mua giấy số, hoặc là mua giấy số, mua xong rồi trả tiền cho họ xong mình chào họ bằng một câu A Di Đà Phật rồi đi. Cứ vậy mà làm đi, thì mỗi lúc mỗi nơi cái tâm quý vị tu được phước duyên lớn, thù thắng luôn. Còn gặp người nghèo khổ lỡ cho người ta 10.000 20.000, cho xong rồi A Di Đà Phật rồi xong mình đi, thấy không?
có tài thí có pháp thí liền. Quý vị thấy Phật pháp dạy mình rất là hay chưa, nó đặc biệt vô cùng. Nên từ nơi đó mà mình đi đến một cái ngôi chùa mà gặp ông thầy ông giảng dạy mà đơn giản cho mình để mình áp dụng, thì tự nhiên nó đặc biệt thù thắng dữ lắm. Những đức nói rằng những người ca sĩ mà người ta hát bao nhiêu show, dù một show hát mấy chục triệu đi, những đức nói cho quý vị nghe 100%, những đức nói chỗ này trước ngôi Tam Bảo nghe, họ hát thiện nguyện cho chùa mình nghe một chương trình này nè, 5 show họ kiếm tiền kia cũng không bằng 1 show hát ở đây nữa. 5 show cũng không bằng nữa, kiếm tiền đó không bằng đó. Tại vì người ta không tin quý vị. Ôi ơi, người ta không tin đó. Những đức nói, những đức ở trong ngôi Tam Bảo chùa mình nghe, những đức khuyên người niệm Phật nuôi người già, những đức nói cho quý vị nghe chứ, cái mà dùng tiền của những đức quý vị, những đức nói cho quý vị nghe là không có ai chi nổi đâu quý vị à, chỉ có Đức Phật A Di Đà mới chi nổi thôi. À, chùa mình có Phật A Di Đà ngày chi nổi thôi. Phật A Di Đà chi bằng cách nào? Tại ông làm việc cho tôi nên tôi chỉ người đem đưa cho ông đó. Chỉ người đem đưa cho ông đó. Nên quý vị coi, một năm, nếu ai mà biết những đức quý vị đi đây, vị thấy những đức một năm làm bao nhiêu chương trình chưa? Thì nói những chương trình này đơn giản lắm mà. Bao nhiêu cái việc tính mà tính trước nửa tháng chờ, làm bao nhiêu việc, bố trí sắp xếp đủ chuyện hết chuyện đó. Rồi bữa nay cái nhà to ngoài kia mà làm la phong ngoài mà làm tranh thủ, nhưng mà nó còn một mảng nữa là mới xong. Mà làm công nhận cái nhà to làm lỡ giống như lột xác luôn, làm hoành tráng luôn. Vì nói nên từ nơi đó mà một cái nhà to đó mà làm thôi, nó cũng 2 cây củi. Nói chuyện giỡn chơi, có nghĩa là nếu mà nó không có điều kiện sao làm. Nên vì chúng sanh mình làm bao nhiêu cái việc lợi ích cho người ta, mà mình đi đến một cái nơi mà mình làm lợi ích cho người ta, mà có người đi đến mà cùng làm lợi ích cho người ta, mình có cơ hội mình đi đến nơi đó, thật sự quý vị mình may phước lắm, mình rất là may phước luôn á. Nên quý vị thấy đa phần ca sĩ ta đi đến chùa mình thấy không, người ta lợi người ta hát mà người ta mừng, người ta vui khi gặp những đức mà xong người ta gì người ta chào hỏi nhiều chưa, hát xong ví dụ như Hoa hậu Kim Tho, rồi Phú Quý, rồi Dương Ngọc Thái, rồi đệ tử Dương Ngọc Thái, mấy người ca sĩ ta lên ta gặp ta nói chương trình chúng con không biết, tại vì thật sự mà chúng con đi đến chùa là chúng con quý chùa dữ lắm, mà cái chương trình mà hồi trưa đó đó là chúng con thật sự không biết luôn á. À, không biết mà tự nhiên nó vậy á, hát xong rồi là vậy thì người ta không biết mấy chuyện đó, tại vì người ta nghe pháp mình ta hiểu hết trơn á. Nên cái đó là phát sinh bất tử cái chương trình cuối cùng đó đó, người ta không biết gì, người ta cũng kinh ngạc quá đó. Nên người ta còn sợ mình buồn, người ta lên tới trên phòng vậy, tức xin thầy đừng có buồn, nghe nó chứ gì đâu buồn trời, như càng nói cho buồn gì giờ, hiểu không? Quý vị biết rằng người ta đi đến chùa mình mà hay, hồi đó giờ quý vị ít bao giờ thấy ca sĩ mà lợi chùa chiền đồ hát xong mình niệm Phật với quý vị, cái này cũng là lạ lắm đúng không quý vị? Lợi chùa và đáng đâu mà đứng niệm Phật đâu, cái điều đó cũng là đặc biệt lắm quý vị ơi. Ồ hiểu không đó, không mà rõ ràng ai mà đi đến chùa mình mà cảm nhận được thì cái hạnh phúc lắm quý vị, cực kỳ hạnh phúc luôn. Còn không cảm nhận được thì một lần mất tiêu duyên luôn, một lần là mất tiêu nhân duyên luôn nha. Ờ nó nên á, thí dụ như á, như đức chỉ bị đi đến đâu bị thành công gì nữa, đi đến đó thì trước nhất phải chào hỏi một tiếng, đa phần phải chào hỏi một tiếng, dù biết rằng cung kính Phật Bồ Tát nhưng mà phải cung kính thổ địa ở vùng đất đó. Một là thí dụ như mình phải gặp hòa thượng mình chào hỏi, nhưng hòa thượng ngày lớn tuổi rồi, ngày lo niệm Phật thôi, thì bây giờ những đức hướng dẫn phải chào một tiếng, thấy không, phải đến chào một tiếng rồi muốn làm gì làm, vậy đó nó mới thành công. Còn không mà xẹt ra cái là có chuyện liền ấy. Nó rõ ràng cái gì, nó chuyện giỡn chơi hả? Hiểu không? Thôi tôi kinh nghiệm rồi, từ hôm nay chùa của mình không bao giờ có cái chuyện hát mà giả Phật Bồ Tát.
bắt đầu từ hôm nay là tuyệt đối bất cứ một chương trình nào từ khi những đức đi đến cái nơi đó là cái nơi của anh ta. Còn tuyệt đối riêng chùa mình là không có một cái chương trình nào hát mà giả Phật Bồ Tát hát. Có vấn đề rồi đó. Thấy chưa? Thấy không? Nên từ nơi đó rõ ràng rồi. Nên chúng ta kinh nghiệm quý vị, người thế gian thì hát theo cái hình tướng người thế gian, còn người trong đạo thì ngồi giảng pháp. Hiểu không? Giờ những đức hỏi quý vị, bây giờ những đức cái hóa trang làm Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi đây giảng, vì coi thấy đúng không? Bị người ta bắt liền, đừng nói chuyện dưỡng chơi, ông làm chuyện gì tạo lạ quá. Ông là ông phải giảng pháp, chứ không có được giả ra Phật mà giảng pháp. Nó nên từ nơi đó nó rõ ràng, giống như những đức thấy có một cái chỗ mà cũng hát gì nè, bây giờ mới nhớ lại, thì tự nhiên hát xong rồi bắt đầu là đi vòng 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 Iran vậy luôn. Iran gì nè, thì ra mình biết rồi, từ hôm nay là không bao giờ có những chương trình gì nữa đâu quý vị à. Không bao giờ có những chương trình gì nữa đâu, nghe không? Nó đủ duyên thì chúng ta gặp nhau hát vài bản chơi, bằng những người có tâm, những người hiểu nhau. Còn nếu như mà không có những cái nhân duyên đó thì tôi hát là chắc ăn như, hiểu không? Nó thấy bao năm nay tôi cũng hát phà phà cái gì đâu, hiểu không? Hát mà nó còn lên nữa chứ đừng nói chuyện dựng chơi. Nói không, nên chùa mình là quý vị thấy những đức hát là đặc biệt nhất, hiểu không? Đó, nên mỗi một con người mình nghĩ gì vô thường thì cái góc độ mình nó sâu lắm quý vị à. Còn mình mà không nghĩ gì vô thường là mình sẽ hạn hẹp đó nghe quý vị, cạn cợt liền á, dẫn đi chơi đâu. Nên mình nghĩ gì vô thường là mình sẽ tạo cái mà mình cầm theo được. Còn nếu như mình không nghĩ gì vô thường là mình không bao giờ biết tạo cái cầm theo được đâu. Mà khi mắc cả chì lắng chài, ô trời mưa gió quá, hiểu không? Các vị thấy là rõ ràng không? Bây giờ những đứa có hướng dẫn vị tu giảng pháp hay cỡ nào hay, mà nếu không có cái máy chùa này che chở làm sao chúng ta ngồi để giảng pháp? Rõ ràng chưa? Nó nên cái công mà thượng xây chùa rất là lớn, giỡn đâu. Những đứa ngồi nói chuyện với mấy chú, những đứa nói một câu nè, tôi nói cho mấy ông biết á, tôi muốn vang danh thiên hạ là phải có Đại Tùng Lâm. Nhớ á, tại vì nó có một cái hoàn cảnh quá lớn. Như năm xưa thầy của tôi muốn vang danh thiên hạ cũng là Đại Tùng Lâm, chớ đâu ra. Ngày xưa trên kia những đức biết mà 4-5 ngàn người là đầy kính hết trơn xung quanh chùa luôn, nhờ xuống dưới đây 3-4 năm mà vang danh thiên hạ. Thì thấy không, bây giờ tôi cũng vậy thôi. Nên những đức với hòa thượng mình thì giống như cây đa và thằng cụi vậy đó. Bỏ con cụi cũng không được mà bỏ cây đa cũng không xong. Vì nghĩ đi, bây giờ nếu cây đa mà không có thằng cụi thì cây đa chơi chọi buồn 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 lắm quý vị à. Mà thằng cụi mà không có cây đa thì chỗ đâu mà dựa đây, hiểu không? Nên là thầy trò tôi là song kiếm hợp bích, quý vị công nhận không? Nó dù cho cái gì đi chăng nữa là thầy trò chắc là phải song kiếm. Hiểu không? Đồng hành nó thành công rõ ràng luôn. Nó bây giờ ông thầy ông ở ngoài ông xây chùa chiền, ông lo coi công trình rồi ông nhìn chỗ nào xây. Thằng đệ tử thì nó có duyên, nó tập trung con người gì thì mới kết hợp lại thành công rực rỡ, ưu thấy không? Hiểu không? Nó thấy mưa ầm ầm chưa? Nhìn cái đám mưa thì mới thấy rằng làm sao mình ngồi ngoài mưa giảng pháp đây. Gặp mà ngồi ngoài đường hồi nãy tới giờ mà mưa cái này chắc thầy trò lo mà chạy. Bây giờ thầy trò nói chuyện mà vui đồ vỗ tay, thầy là số 1, thầy là số 1, mưa một cái, xin chào thầy con chạy. Ôi ô thầy lộn y chạy vô. Còn về mà Phật tử chạy mất tiêu cái quần. Ôi ô lo mà chạy á vị ơi. Chuyện nó dẫn chơi hả? Lo mà chạy mà xanh sao mặt mày chứ đừng nói chuyện giờ. Nên con người mình nó nghe quý vị, lúc nó bình thường bình yên á, nó ngon lắm á. Nhưng mà thử đi,
mưa gió bão bùng hay sụp đất nó chạy mạnh tay tay chạy, mạnh trọ trọ chạy. Rồi mới nói câu lại, ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nó thiệt chứ, nếu như mà mình mà không lo tu là mình dạy. Dạy thiệt quý vị. Cũng như á, quý vị biết á, cái tuần cái lương hồi sáng, cái tuần cái lương nó đóng he, hay á. Công nhận hay quý vị, coi xúc động ghê. Quý vị, tao nói mà bình thường thì đúng là đạt. Quá đặc biệt, đâu có chuyện xảy ra đâu. Đúng quý vị. Đóng hay quá trời, diễn xuất đồ hay ghê. Mà coi mình nhìn nhận, mình tự nhiên mình thấy, mà nghĩ đó ông bà cha mẹ mình mà đọa lạc, quý vị thấy cái cảnh tí là diễn thôi, nhưng mà làm ra cái điều để cho mình nhìn nhớ lại cha mẹ mình tạo bao nhiêu nghiệp chướng để nuôi mình. Mà bây giờ ông bà cha mẹ mình mà đang đọa lạc, trời ơi, quay lên làm người khó lắm quý vị ơi. Quý vị nghĩ ra đi, ông bà cha mẹ chúng ta làm người khó lắm. Tại vì quay lên làm người là phải giữ được năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mà giữ năm giới đó là hoàn toàn tự lực, nên phải chiếm 90-90 mấy% mới quay được làm người. Mà cái này quay làm người khó lắm. Nên Đức Phật còn tại thế đó, ngày nắm một nắm đất, ngày buông xuống, ngày hỏi đệ tử là nắm đó, nắm đất của ta buông xuống nhiều hay là đất dính trong móng tay ta nhiều. Thì đệ tử nói là đất buông xuống nhiều. Thì chúng sanh mà có thân người mà mắc thân người thì như đất mà ta buông xuống, còn có lại thân người giống như đất mà dính trong móng tay ta. Mà quý vị nghĩ Đức Phật á, ngài là thường cắt móng tay chứ ai để móng tay dài như hoa hậu. Quý vị nghĩ đi, móng tay dài như hoa hậu thì nắm cái còn dính đất trong đầu móng tay. Còn Đức Phật thì thường cắt móng tay, quý vị thấy người tu mà ai cắt móng tay ngắn ngủn à. Vì thì buông đất xuống một cái, vì thì đất gớt ra không, chứ đất dính móng tay có nhiều đâu. Mà Phật nói rằng là đất dính trong móng tay á, là giống như người được thân người, còn mắt thân người thì giống như đất Đức Phật mà buông xuống. Quý vị coi nhớ đến ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp đi quý vị, rồi đời này đi, đa phần là đỏ hết trơn. Đa phần là đỏ hết trơn. Bởi nhìn người ta đóng cái vai tuồng đó, mình nhìn cái mình nói, nghĩ tới ông bà cha mẹ mình thê thảm gì. Mấy vị coi bà Thanh Đề á, bà xin đường tu cơm bà ăn, đưa cơm cho bà nói che lại con, che lại, mấy con quỷ nó lấy nó giật nó của mẹ ăn. Bây giờ bà đã là từ tham mà bà sanh trong loài quỷ, bây giờ bà sợ nó lấy ăn nên bà đâu có ăn được, nó quá lửa, phải tham sân si. Nếu như mà bà nói thôi bây giờ có con tu cơm à, mấy bạn quỷ xung quanh nó đói tội nghiệp nó, thôi con lấy một miếng cho mẹ, còn nhiêu chia cho mấy con quỷ một đứa một miếng đi, vậy thì bà ăn được rồi, đoạn lòng tham là không còn đỏ trong tam đồ. Nhưng mà bà che lại, bà đã ăn mình bà, cuối cùng bà chưa ăn được nó thành lửa, thấy chưa? Nó phải giảng ra vậy đó, nghe không? Nếu thôi mình coi mình chỉ thấy ghê thôi mà mình chưa có hiểu cái sâu sắc của cái thấy ghê đâu. Những đứa không có coi nhưng mà đứa lâu lâu liếc qua nhìn cảm nhận, cảm nhận thôi mình cũng thấy ra rằng nó họ diễn, nó làm cho đánh vào nội tâm con người, người ta ghê, hiểu không? Nhưng mà nó chưa đạt đến cái trình độ là phải giảng thiết ra. Con người khi giảng thiết ra nó mới sâu sắc và chỉ người ta phương pháp làm sao để thoát khỏi cái đó đó. Làm sao mà thoát khỏi cái cảnh giới khổ đau đó, thấy không? Thì tu hành mới thoát khỏi. Bây giờ mình chưa có đọa trong tam đồ ác đạo thì mình không lo tu. Khi mình đọa vào tam đồ ác đạo là mình chờ người ta giúp. Mà người ta còn chưa giúp được người ta, làm sao giúp mình? Chưa giúp được người ta làm sao giúp mình đây? Nên mình khi còn sống mà mình không lo tu, thì Đức nói mình dạy quá. Còn sống mà mình không lo bố thí cúng dường, tu nhân tích đức là đúng là mình dạy khờ. Nên cái cơ hội mình đi về đây quý vị ơi, mình nghĩ đến ông bà cha mẹ mình đọa lạc khổ đau vậy, trời ơi, mình nỗ lực lên hồi hướng á, 10 phần tu của mình hồi hướng họ được có 1-2 phần thôi, còn nhiêu là mình hưởng không đó. Tại mình còn sống mình làm, họ hưởng có 1-2 phần thôi mà cũng giúp đủ để cho họ được siêu thoát rồi đó. Tại vì đông người quá, hiểu không? Đó, nên mỗi mặt mình tu phước tu duyên, đây là cái việc thực thù thắng vô cùng. Nói bây giờ mình về đây một cái ngôi chùa gì làm bao nhiêu việc thiện nguyện, bản thân mình muốn làm gì mình không biết làm đúng nơi đúng chỗ nữa. Như hồi trưa bị thấy không, buông ra một cái là làm 7 liền, thấy chưa? Đó, buông ra một cái mà mình làm 7 liền, thấy chưa? Nên đó là cái điều đó, rõ ràng chưa? Nên phải có người chỉ dẫn, nếu không tứ tung lang tan. Bởi vì nó chiếc xe
nó chở hàng mà nó không có đầu kéo thì cái xe này ai kéo nó đây? Nó phải có cái đầu. Nên tại sao ba bốn điểm chùa mà Như Đức chạy tới chạy lui như đầm già, buông ra cái có chuyện xảy ra liền. Tôi mà ở bên đây mà ở bên hộ pháp không kéo nó có chuyện bên này đó. Đừng nói chuyện dẫn chơi, tối phải chạy gì bệnh. Tuy là cho quý vị biết là xuất hiện của người đó ở đó thôi là ổn rồi đó. Họ chỉ cần lạng ngang khu vực đó thôi là đổ đến chỗ đó ổn rồi. Người ta chỉ cần nhìn thôi, Hương Linh nhìn thấy cái thôi, người đó về. Nó không có nổi dậy quý vị. Chứ ai cầm đầu bên đó, không có nhận đức thì nó xuất hiện liền đó. Nó giỡn đâu, mà nó đưa ra cái gì người ta chạy chạy theo liền. Nên cái câu thầy Lý Bính Nam ngày xưa nói, thầy chùa bên ngoài khéo tụng kinh. Mình dạy người ta bao nhiêu năm chờ với người bên ngoài vô làm dạy trò thôi, là dẫn dắt. Nên thầy Lý Bính Nam nói, tôi biết cái hồ cá, cá trong đây là cá con không à. Nên tôi đứng ngay cái hồ này tôi canh không cho ai câu. Những đức là làm cái vai trò là giữ hồ cá đó quý vị. Thử đi. Bây giờ quý vị nghĩ rằng giờ hòa thượng mình ngày xây chùa ngày lớn tuổi vậy, phải đệ tử phải có một cái người đứng ra để coi chùa chiền, coi nhân sự. Giữ được cái tâm nhân sự không đơn giản đâu quý vị. Chúng chùa mình mà làm bao nhiêu việc mà anh em ít phiền não, mà lo làm các cô đồ, quý vị biết những đức cực cỡ nào chứ. Bao nhiêu tư tưởng những đức truyền cho bao nhiêu cái. Hồi chưa tôi ngồi đây mà nó còn muốn xuất hiện rồi đó. Tôi ngồi đây mà nó còn muốn lạng hoạn rồi đó, thấy chưa? Cho mấy vị biết, thấy đi một đoạn ngắn rồi tôi nói cho mày đi một đoạn mày quay lại đi, tao tha cho. Mày đi nữa là mày chết với tao liền nha. Cho trong lòng như đứa ngồi đây niệm Phật, đứa nói mày đi một vòng, tới đó quay lại thì xong khỏi nói gì. Mày đi nữa là không được đó. Trong bụng như đứa nói gì, tiếp tục đi nữa. Không biết dừng hả con? Thấy không, là sạc liền nha, thấy không, nó dừng lại liền, thấy không. Chứ nếu không sạc sao được, mình đứng chính rõ ràng chứ. Cái chương trình mình, chùa mình đông người, mình phải nhìn ra đại cuộc, chứ không có sợ một hai người buồn giận mà mắc đại cuộc mình sao. Người làm việc lớn phải vậy đó. Nè, bự con đồ giả Phật đồ đi kênh kênh chứ Phật chứ. Hiểu không, cái nào ra cái đấy rõ ràng chứ quý vị. Không, đó là những điều những đức nói với quý vị nghe, để khi quý vị đi đâu á, gặp những trường hợp gì đó, thôi hay đi đi đi, mình cứ ngồi im gu. Chừng nào mà ông thầy giảng pháp á, nên quý vị mới nhớ cái tâm cung kính ông thầy dạy mình, là ổng chưa nói ra là mình không có dám. Mình vì mình tùy tiện là mình vượt qua mặt ổng. Em, cái tâm đó cũng là cái tâm những đức thấy cũng buồn. Thấy không?